Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Long Xuyên đã đến kiểm tra công tác hành nghề khám chữa bệnh và công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế tại các phường trên địa bàn thành phố. Đoàn đã làm việc với các phòng khám nha khoa và phòng khám sản phụ khoa trên địa bàn phường về các nội dung liên quan đến các quy định của pháp luật về công tác hành nghề khám chữa bệnh, giấy phép hoạt động và các văn bản chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, việc xử lý chất thải, nước thải theo quy định, các loại hồ sơ, sổ sách liên quan đến thủ tục bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. Qua kiểm tra, hầu hết các phòng khám đều thực hiện tốt các nội dung của đoàn yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế. Đoàn yêu cầu cần khắc phục ngay trong thời gian tới, như cần thực hiện thu gom xử lý các chất thải theo đúng quy trình và bố trí khu lưu trữ chất thải đảm bảo theo quy định. Qua việc kiểm tra nhằm hướng dẫn cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện đúng đầy đủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực đang hoạt động, cũng như thực hiện đầy đủ các hồ sơ môi trường do các cơ quan có thẩm quyền quy định, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.